Mọi người nha, tiếp tục lên chiến nào anh em ơi. Hôm nay thì kiếm lúa làm sao để có thể kiếm được nhiều thì mình chắc chắn rồi, chúng ta sẽ lựa chọn bàn 10 đến 5 để cho nó nhanh gọn hiệu quả nhất nghe anh em nhé. Vì sao 10 đến 5 mình cho rằng nó hiệu quả nhất? Bởi vì đây là cái bộ môn nó sinh ra để phòng chống anh em, gọi là những cái cổng sân chơi nó không uy tín, không lành mạnh, thì ở đây nó sinh ra là để phục vụ cho anh em là như vậy. Thì tại sao mình lại nói như thế? Bởi vì ở đây nó có thêm cái phần 10 đến 5, chuỗi 10 đến 5 ở đây nữa. Thì anh em khi anh em chơi xong nhé, anh em có thể copy cái chuỗi 10 đến 5 này vào Google, gõ từ khóa là check phiên 10 đến 5 68 bài, đúng không? Thì anh em dán cái này vào, anh em có thể kiểm tra so với cái xí ngầu của cái phiên đó xem có thực sự là khớp, có thực sự là đúng không. Nếu như chênh lệch nhé, kể cả nó đúng kết quả nhưng mà nó không khớp xí ngầu ấy, thì anh em cũng có thể là nhắn chăm sóc khách hàng để có thể là khiếu nại anh em nhé. Chúng ta sẽ được bồi thường. Cái đó là cái rất là hay mà mình nghĩ là cái 10 đến 5 này nó sinh ra là như vậy. Nhưng mà tại sao mà mình thường xuyên chơi bàn xanh ấy? Bởi vì là 68 game bài này có cái bàn xanh, bàn hũ, thì mình nghĩ là chơi hũ thì sẽ được ưu tiên hơn là ở cái chỗ này. Khi mà chơi hũ ấy, chúng ta ăn mà chúng ta còn được nổ hũ nữa thì vì anh em thử hiểu đi, chúng ta sẽ được bonus thêm mà kiếm thêm lúa khá là ngon, khá là ngọt, đúng không? Thay vì là chơi 1 đến 5 này thì không có hũ. Và con 68 game bài này cơ chế nó hoạt động nó khá là khác tất cả những sân chơi khác là sao? Là đây nó không cân không hoàn lại anh em ạ. Không cân không hoàn là một cái lợi thế mà mình thấy cũng khá là hay, khá là ok. Khi mà chúng ta chơi thì không sợ nó cân và nó hoàn lại anh em nhé. Ăn là ăn mà gãy là gãy thế thôi, chứ còn không có chuyện là cân và hoàn lại đâu. Nên là anh em cực kỳ yên tâm để có thể là trải nghiệm và kiếm lúa ở đây nhé anh em nhé. Đấy, nói chung là chỉ có thắng và thua thôi, chứ không có chuyện là các ông mà chơi thua thì nó để trả lại, các ông này thắng thì các ông để trả lại, không có. Đấy, thay vì là những cái con Sôn Win này, con Go 88 là chơi cái 2 cân này hoàn khó chịu, bực mình anh em ạ, bực mình kinh khủng luôn. Thêm nữa nhé, con Sôn Win này, con Go 88 nhé, cứ 5 giây cuối nó đóng cửa, nó không cho anh em vào nữa, tức chứ. Còn đây 1-2 giây anh em vào bình thường nhé anh em nhé, 1-2 giây anh em vào bình thường, ăn là ăn, gãy là gãy thế thôi, không có chuyện là các ông bị cân bị hoàn lại đâu. Nên là các ông cứ yên tâm, không phải phải lo cái vấn đề đó nhé các ông nhá. Cực kỳ yên tâm để chơi, để trải nghiệm cũng như là kiếm lúa ở đây. Tôi thì hàng ngày là chơi kiếm lúa ở đây là khá là nhiều rồi, chứ không phải là hôm nay mới lên chơi. Tôi ngày nào cũng vào đây chơi, vào đây kiếm. Tôi chơi từ Sun Win, từ Gu qua đây rồi, chứ không phải là hôm nay mới chơi. Nếu hôm nay mới chơi thì anh em bảo là tôi mõm, chứ ngày nào tôi cũng chơi rồi. Nên là anh em cực kỳ yên tâm, đúng không? Video thì tôi cũng lên chia sẻ cho anh em hàng ngày rồi, chứ không phải là hôm nay mới gọi là bật máy lên đây mà nói chuyện nói thằng nói quậy, đúng không? Hàng ngày tôi lên video thì tôi cũng lên chia sẻ cụ thể chi tiết cho anh em, cho mọi người về những cái phương pháp, về những cái lối chơi của tôi, và tôi hãy áp dụng để anh em mọi người để tham khảo. Và tôi cũng hy vọng rằng là anh em mọi người tham khảo video này thấy hay như thả tim thả like ủng hộ tôi nhá. Như thế cũng là tiếp thêm động lực cho tôi rất là nhiều rồi. Tôi sẽ cố gắng là tìm ra những cái giải pháp, tìm ra những cái lối chơi, những cái phong cách chơi đơn giản và hiệu quả để có thể chia sẻ lại cho anh em, chia sẻ lại cho mọi người. Đấy, đơn giản vậy thôi anh em ạ. Hy vọng là ăn, hy vọng là húp, hy vọng là bú, đúng anh em. Nói chung là chơi cũng chỉ gọi là dám sử dụng cái từ ở đây đó là hy vọng thôi. Đấy, cá nhân mình thì ăn hay húp như thế nào thì mình cũng chưa gọi là kết luận được, mình cũng không dám kết luận là như thế nào đấy là chuẩn chỉnh là xịn, đúng không? Miễn sao là chơi cứ ăn cứ húp là được rồi. Bú chưa anh em? Anh em thấy chưa? Chơi nó phải được của nó như vậy, chơi nó phải húp như vậy thì phải là tuyệt vời không anh em ơi? Tuyệt vời không mặt rời nhá. Ok là chưa? Ok con dê chứ hả anh em? Gọi bờ bù sắc bú ngay. Tiếp tục nào. Đấy, cầu này tôi vẫn bắt bệt tải anh em nhé. Cứ bắt bệt thì ngày mà nó đang cho bệt thì tội cái gì mà phải bé, đúng không? Nó đang cho húp bệt thì tội cái lý do gì mà phải bé. Được ăn thì cứ ăn thôi anh em ạ. Được ăn thì cứ ăn thôi. Ăn đến đâu thì đến, được bao nhiêu thì được, cứ miễn là được cái đã, cứ miễn là húp cái đã anh em ơi. Không có gì mà phải phờ lo, không có gì mà phải đắn đo suy nghĩ nha. Lào nào ra cái gì đây, ra cái gì lào, húp không lào là hút không lào. Ok con gì xem nó ra cái gì. Hy vọng là tôi sẽ hút được và như là bú đậm cái tay ở cái phiên chơi ngày hôm nay. Đấy, tôi chia sẻ cho anh em đây thì cái lối chơi bệt của tôi thì anh em biết rồi. Đấy, chơi bệt sở trường nha anh em nhé. Có nhiều người rất thích cầu 1-1 nhưng mà với cá nhân tôi thì tôi thích là cái cầu bệt. Đấy, bệt càng dài càng tốt. Ê, 6-3 ra 1 đáng tự tin gáy, đáng định gáy anh em ạ. Tự nhiên mở 6-3 ra 1 cày chưa, cày hư nó nớt anh em nhé, nhưng không sao. Hiện nay thì tôi đã gọi là có lãi cũng tương đối là nhiều anh em ơi. Hiện tại tôi đang có lãi rất là nhiều rồi nên là cũng không có cái lý do gì mà tôi phải vội nữa cả. Thông thường nhé, sau cầu bệt này rất hay xuất hiện cầu 11, nhưng mà cầu 11 đã xuất hiện trước đây rồi nên thành ra khó nói. Còn 10 đây vừa gãy, 10 đây gãy, 10 đây gãy, 10 đây gãy, 10 đây chẳng nhẽ gãy tiếp à? Tôi nghĩ là không có đâu, nhưng mà tôi vẫn cứ thử theo đi, tại vì tôi để ý là form 4 con 10 gãy rồi đúng không anh em ơi? 4 con 10 gãy rồi, chẳng có nhẹ con này nó lại bệt. Không tính. Đấy, mình cứ thấy là nó gọi là gãy thì mình cứ theo nó gãy cái này, bởi vì form của nó đã chạy như vậy rồi, bây giờ chẳng nhẽ tự nhiên mình lại phá form của nó đúng không? Như thế thì không hay, mất hay ra, mất chất ra, nên là form của nó gãy thì mình cứ theo gãy đây nhá, đi 10 củ anh em ạ. Lợi nhuận của mình vẫn còn nhiều mà anh em, hiện tại mình đang múi rất là to, rất là đậm rồi, mình cũng chẳng có lý do gì cả. Gãy thì cũng chỉ là trả lại cho người ta thôi, lấy của người ta để trả lại cho người ta một chút thì đâu có là ảnh hưởng gì đâu đúng không? Mỗi ngày cần kiếm 5 lít rồi, tháng nó cũng 15 củ rồi. Mỗi ngày kiếm một củ, tháng có 30 củ rồi, cần gì kiếm nhiều, 20-30 củ là cái gì, một tháng kiếm vài tỷ tiêu sao hết, rồi anh em đúng không? Ôi vừa gáy xong hết thật anh em ạ. Mình đã đoán ngay rồi cái con 5 này, mình đã đoán ngay đinh cái con 5 này rồi anh em ơi. Nếu cái kiểu này thì khả năng là đôn kèo gì thôi anh em ạ. Ui giời, gãy rồi anh em ơi, vào form đen rồi, khả năng mình bỏ cầu mà chạy nghỉ thôi anh em ơi. Từ con số là 40 củ khoai anh em có thể thấy đấy, đôn kèo 60 củ khoai hút 20 củ được rồi. Anh em phải tính cho mình đấy nhé, một ngày 20 củ, một ngày em chơi 2 cữ, mỗi cữ 20 củ thành một ngày được 40 đúng không? 40 mà anh em chơi đều 30 ngày như thế cho mình, đều 30 ngày như thế là anh em phải có 600 củ. À đâu, một ngày 40, một tháng 30 ngày, 4 3 12, một tháng là có tỷ 2, nó có tỷ 2 không nhé. Đấy, một con số mà mình nghĩ là thoải mái và tiêu rồi anh em ơi. 2 tháng là anh em có đủ xây nhà, mua ô tô rồi, quá tuyệt vời rồi. Cảm ơn anh em đã lắng nghe và quan tâm video này của mình. Nếu thấy những chia sẻ của mình thực sự có ích và mang lại cho anh em những nguồn động lực ok to lớn thì anh em nhớ like, subscribe, đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn anh em, chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em sau, bye bye mọi người nhé.